ngay sau khi Pháp Luật Plus đăng tải phóng sự nhà xe Hà Sơn ngang nhiên hoạt động không giống ai, đã nhận được sự quan tâm lớn và những ý kiến đóng góp của quý độc giả gần xa. Để rộng đường dư luận cũng như phương hướng xử lý dứt điểm vấn đề này của cơ quan chức năng liên quan, phóng viên Pháp Luật Plus đã có buổi làm việc với Trung tá Nguyễn Trung Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội. Trung tá Nguyễn Trung Thành cho biết, nhà xe Hà Sơn thường xuyên vi phạm các lỗi về đón trả khách. Chỉ trong năm 2015 thì nhà xe này đã bị đội cảnh sát giao thông số 6 phát hiện và xử lý 129 các lỗi vi phạm về đón trả khách và nhiều lỗi vi phạm khác. Đối với cái nhà xe gọi là Hà Sơn này thì cũng liên tục vi phạm. Vì trong cái năm vừa rồi thì đội cảnh sát giao thông số 6 là xử lý tương đối nhiều, tới 129 cái trường hợp về đón trả khách trên đường. Thế rồi thì những cái trường hợp mà đi sai làn đường, quá tốc độ, rồi thì các cái đỗ dừng xe, riêng đỗ dừng xe là 1013 trường hợp. Cũng theo Trung tá Thành, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát đối với các lỗi vi phạm của nhà xe Hà Sơn, sắp tới đội cảnh sát giao thông số 6 cũng sẽ tăng cường phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và thanh tra giao thông vận tải phối hợp phát hiện xử lý dứt điểm tình trạng đón trả khách sai quy định của nhà xe này. Thì tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với công an của quận Nam Từ Liêm, đặc biệt là đội giao thông trật tự phản ứng nhanh để rà soát lại tất cả các trường hợp này, để phối hợp với các lực lượng chức năng như giao thông vận tải lập biên bản và có thể phải đề xuất để xóa cái văn phòng này đi. Vì văn phòng này như đồng chí nói là nó đang nhức nhối với nhân dân, là khi đón trả khách không đúng quy định, lẽ ra bến vào anh phải bến Mỹ Đình đón khách trong đó, mà đây chỉ là cái văn phòng giao dịch thôi chứ không phải là điểm đón trả khách. Và chắc chắn tới đợt 6 chúng tôi sẽ có làm rất tốt vấn đề này và phối hợp với công an Nam Từ Liêm và làm tốt này là để đảm bảo thứ nhất là cho cái an toàn giao thông, cái tránh ủn tắc giao thông, và đặc biệt nữa là cái mà nhân dân đang có cái ý kiến phản hồi lại vấn đề này. Và chắc chắn chúng tôi sẽ cắm chốt ở tiếp tục cái sang hoạt động để xử lý nghiêm với cái trường hợp mà đón trả khách ở vị trí này. Cái vấn đề chính để làm nghiêm vấn đề này thì sẽ phải lập biên bản và thông báo với cái theo cái văn bản chúng tôi mới làm việc với bên xe là vi phạm lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba và vi phạm lần tư sẽ đề xuất với gọi là sở thông vận tải để cắt nốt lái xe đó. Chắc chắn đơn vị đội 6 sẽ chúng tôi sẽ làm tốt vấn đề này.